Singapore thắng thuyết phục Philippines, tiến dài tới bán kết. Chiến thắng thuyết phục trước Philippines đã giúp cho Singapore có được 6 điểm sau 2 lượt trận. Đội bóng của huấn luyện viên Yoshida Tatsuma đang rộng mở đường vào tới bán kết. Sau thắng lợi 3-0 trước Myanmar tại lượt trận mở màn, đội tuyển Singapore duy trì một tâm lý hứng khởi khi gặp Philippines. Ngay tại phút thứ 5 của trận đấu, Gabriel Kwak của Singapore giữ điểm chệch cột dọc, báo hiệu một ngày thi đấu máu lửa đến từ đội tuyển đảo quốc sư tử. Qua thường xuyên suốt hiệp 1, Singapore kiểm soát bóng tới 55%, giữ điểm 6 lần và có được 2 tình huống làm chao đảo cầu môn của Philippines. Đơn cử sau pha phối hợp giữ điểm khó chịu của bản thân đúng 3 phút, Kwak phối hợp một chạm rất nhuyễn với đồng đội trước khi tung ra cú cứa lòng làm cho thủ môn Kevin Roy Hansen phải vã mồ hôi. Tới phút 20, đội chủ nhà lại được hưởng quả đá phạt ở cự ly 18m. Đáng tiếc, Ihsan Fandi lại không thể tận dụng được cơ hội để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thế trận của hiệp 1 vẫn thuộc về Singapore. Phút thứ 25, Faris ngả người móc bóng vào trong vòng cấm địa sau đường truyền bên cánh phải của đồng đội. Thế nhưng, bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Phút thứ 43, vẫn là Gabriel Kwak, cầu thủ thi đấu nổi bật nhất hiệp 1 tạo cơ hội cho đồng đội Kuma sút bóng ngoài vòng cấm đưa bóng vọt xào của Philippines. Tới phút bù giờ của hiệp 1, Singapore một lần nữa uy hiếp cầu môn của Philippines. Từ tình huống tranh bóng trong vòng cấm địa, hậu vệ Saki Hamzan đặt lòng chân phải, bóng đi cuộn và chệch cột dọc Philippines trong gang tấc. Đánh giá về hiệp đấu đầu tiên, huấn luyện viên Phạm Minh Đức phân tích rằng Singapore đã có 4 sự thay đổi trong trận đấu với Philippines so với chiến thắng 3-0 trước Myanmar. Cụ thể là huấn luyện viên Yoshida Tatsuma đã sử dụng 4 cái tên mới là Anumathan chơi vị trí tiền vệ, Suliman trung vệ, Gabriel Kwak tiền đạo và Arifin chơi ở tiền vệ. Tất nhiên con người mới thì sơ đồ chiến thuật cũng phải mới. Ông Yoshida đã khiến cho Philippines không bắt được bài, đồng thời khắc chế luôn sơ đồ 2 tiền đạo của Philippines. Đội hình của Singapore chơi với sơ đồ 3-4-3 với hai hậu vệ biên cơ động là Saki Hamzan chơi cánh trái và Junganen Sulizan chơi cánh phải. Cách chơi của Singapore có sự chủ động khi họ triển khai tấn công. Ba trung vệ giăng ngang mở rộng mặt sân và hai hậu vệ biên làm cho cầu nối. Trung vệ sẽ có những đường chuyền xuyên tuyến lên làm cho hai tiền đạo cánh. Cách chơi của Singapore giống với Chelsea hiện tại, nói chung là rất đáng xem. Một hiệp 2 hấp dẫn. Singapore đã chơi tốt trong hiệp 1, thế nhưng giai đoạn đầu hiệp 2 lại chứng kiến Philippines có những cơ hội nguy hiểm. Điển hình là phút thứ 49, Maranon thoát xuống rất nhanh và đón đường tạt bóng vào trong vòng cấm của đồng đội bên cánh phải. Nhưng pha băng vào đánh đầu của anh lại không thắng được thủ thành Hansen Sunny. Khi mà Philippines đang khấp khởi niềm vui để việc lấy lại được thế trận từ tay phịt Singapore, thì bất ngờ họ bị dội một gáo nước lạnh. Phút thứ 61, Safuwan Barahudin đánh đầu nối kiến tạo cho Harun giữ điểm cận thành tung lưới của Philippines. Sau quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Singapore nâng tỷ số lên 2-0. Junganen Sulizan di chuyển bên cánh phải vào treo bóng trước vòng 15m50 của Faris Ramli, giữ điểm chân trái cận thành tung lưới Philippines. Không còn gì để mất, Philippines vùng lên tìm kiếm bàn gỡ để 6 phút sau khi nhận bàn thua. Đoàn quân của huấn luyện viên Scott Cooper có bàn rút ngắn cách biệt. Amin Nazari đánh đầu cận thành với góc cao bên trái cầu môn sau đường kiến tạo của Kevin Ingresso. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngày sau đó, cả Singapore lẫn Philippines đều tạo thêm những cơ hội để có thể ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước cầu môn của đôi bên. Thắng chung cuộc 2-1, Singapore đã có được 6 điểm sau 2 lượt đầu tiên. Cơ hội để đội chủ nhà AFF Cup 2020 giành vé vào bán kết là rất lớn khi mà hai đối thủ tiếp theo của họ là Timor-Leste và Thái Lan. Chỉ còn thắng thêm Timor-Leste, Singapore chắc chắn sẽ đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam cần làm gì để thắng Malaysia? Chiến thắng 3-1 trước Campuchia trong ngày ra quân cho thấy Malaysia có tiềm lực, thế nhưng cũng không ít điểm yếu. Việc mất hàng loạt cầu thủ nhập tịch quan trọng tại AFF Cup 2020 như Sumarek, Kabinong, Brandon Gen khiến Malaysia gặp ít nhiều khủng hoảng lực lượng khi bước vào giải đấu hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 trước Campuchia trong trận ra quân cho thấy Malaysia vẫn là ứng cử viên cho ngôi vô địch. Vũ khí của Malaysia. Với việc huấn luyện viên Tan Chuyên Huê vẫn sắm vai thuyền trưởng, cách chơi của Malaysia vẫn không quá khác biệt so với các giải đấu như trước kia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thậm chí là ở AFF Cup 2018. Những chú hổ chơi với sơ đồ 4-3-3 cùng sự cơ động ở hai biên.
Safawi Rashid và Akia Rashid là những nhân tố đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh trong sơ đồ của Malaysia. Số 11 Safawi Rashid không phải là cái tên quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ngôi sao này từng gây không ít khó khăn cho thầy trò Park Hang-seo ở hai lượt trận chung kết AFF Cup 2018 và là một trong những cái tên nổi bật nhất của Malaysia dưới thời huấn luyện viên Tan Chuyên Huê. Người chơi ở cánh đối diện Akia Rashid lại làm câu chuyện khác. Nếu ngôi sao nhập tịch Sumarek được triệu tập, vị trí này sẽ thuộc về cầu thủ gốc Phi. Rashid đã tận dụng rất nhanh cơ hội này để khẳng định tài năng. Nói về tầm ảnh hưởng trong trận đấu với Campuchia, Rashid trội hơn hẳn Safawi. Hai trong số 3 bàn thắng của Malaysia đều có dấu ấn của cầu thủ mang áo số 19. Anh tự mang về quả phạt đền ở vào giữa hiệp 1 và nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 2. Kỹ năng đi bóng là điểm mạnh nhất của cầu thủ mang áo số 19. Tiền đạo này thường xuyên vượt qua được cầu thủ Campuchia trong các tình huống 1-1. Việc thuận chân phải nhưng được bố trí đá cánh trái giúp Rashid thường xuyên đi bóng cắt vào bên trong trước khi dứt điểm hoặc phối hợp với đồng đội. Bàn thứ hai của Malaysia vào lưới Campuchia là ví dụ rõ ràng nhất cho khả năng đối đầu 1-1 rất tốt của ngôi sao này. Nếu đối đầu với Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh và Hồ Tấn Tài nhiều khả năng sẽ gặp không ít khó khăn khi đối đầu với Rashid. Trên thực tế, cánh trái của Malaysia là hướng tấn công cực kỳ nguy hiểm, còn bởi hậu vệ trái số 4 Siami Safari cũng là mũi khoan đáng gờm. Tuyển Việt Nam bị ghi hình trái phép tại Singapore, thầy Park báo ngay cho AFF. Hai ngày sau trận thắng Lào, tuyển Việt Nam tiếp tục tập trên sân Hậu Giang để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp tại AFF Cup 2020. Thầy Park muốn bảo mật tuyệt đối nội dung của buổi tập. Huấn luyện viên Park Hang-seo giảm tải áp lực cho các cầu thủ với bài tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn để toàn đội được tái tạo nguồn năng lượng tích cực nhất. Do còn có 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội Malaysia, nên ông Park không vội vàng đẩy cao khối lượng vận động và cũng chưa đưa ra giáo án rèn rũa sâu hơn về chiến thuật. Ông Park đã lồng ghép các mini game vui nhộn trong phần khởi động, vừa giúp các cầu thủ xả stress, vừa tạo ra tinh thần lạc quan cho các học trò. Một thông tin rất đáng lo ngại là khi thầy Park trực tiếp tham gia chơi đá ma, ông thường bị học trò hầm khá lâu. Tuy gặp nhiều bất lợi về cục diện trận đấu, nhưng người thua cuộc thì vẫn tươi không cần tưới. Không khí buổi tập rất sôi động khi cả thầy và trò đã để lại đằng sau mọi áp lực và căng thẳng. Cho tới lúc này, đội tuyển vẫn đang thích nghi tốt với những điều kiện, kể cả một số bất lợi tại Singapore. Cả đội cũng đang có thể trạng tốt để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 12 tháng 12. Còn những câu chuyện hậu trường khác liên quan đến tính bảo mật và các buổi tập của tuyển Việt Nam cũng rất đáng được lưu tâm. Như khán giả đã biết, đội tuyển Việt Nam được bố trí tập luyện tại sân nhà của câu lạc bộ Hậu Giang United. Câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Singapore. Cơ sở vật chất của sân Hậu Giang tương đối. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý lại có những lo lắng riêng. Do đặc thù của sân đấu này là tương đối mở, ở khu vực đông dân cư tại Singapore, nên tuyển Việt Nam âu lo sẽ bị theo dõi bởi các đối thủ cùng bảng. Vì thế, ông Park đã phân công cụ thể cho các thành viên trong ban huấn luyện, một số trợ lý làm nhiệm vụ quan sát xung quanh sân, ở các khu vực có tòa nhà cao tầng cũng như là các cửa vào sân. Các trường hợp ghi hình trái phép sẽ được thông báo ngay lập tức cho Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF và ban tổ chức AFF Cup. Ông Park cũng thường xuyên quan sát xung quanh sân trong buổi tập và cẩn thận cho cầu thủ mặc số áo lạ, khác với số áo quen thuộc được đăng ký với ban tổ chức giải. Thủ môn Tấn Trường không ngờ phải dự bị cho Nguyên Mạnh. Từng tuyên bố sẵn sàng tranh suất bắt chính tại tuyển Việt Nam với Đặng Văn Lâm, thủ môn Tấn Trường có lẽ không ngờ lại bị đẩy đến ghế dự bị vì Nguyên Mạnh. Tuyển Lào đã có thể ghi bàn vào lưới của tuyển Việt Nam tại trận đấu ra quân khi mà ngôi sao Billy Kekel Phongphol có cơ hội rất ngon ăn với tình huống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, Lào đã không có được bàn thắng khi mà Nguyên Mạnh chơi quá xuất sắc để có thể hóa giải được pha dứt điểm của Billy Kekel Phongphol. Sau trận đấu với Lào, Nguyên Mạnh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội. Khi nhận được niềm tin của thầy, tôi đã đặt quyết tâm chứng tỏ bản thân mình và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi cũng tự dặn mình cần phải thi đấu tốt hơn. Phía trước còn nhiều thử thách và nếu tiếp tục được thầy Park tin tưởng, tôi sẽ cố gắng chắt chiu trong từng cơ hội để có thể khẳng định bản thân. Bây giờ, tôi rất muốn khẳng định lại chính mình. Bản thân tôi sẽ đặt nhiều mục tiêu, quyết tâm thi đấu tốt từng trận đấu một, cố gắng chơi thật tốt để cùng với đội đạt kết quả được như mong muốn." Nguyên Mạnh bắt chính trận đấu Việt Nam với Lào là một bất ngờ lớn của ông Park Hang-seo. Nhiều dự đoán ban đầu là thủ môn Tấn Trường sẽ được trao cơ hội
Bởi vị trí thủ môn rất đặc biệt nên hầu hết các huấn luyện viên đều không thử nghiệm hay xoay tua. Có thể thấy Âu Park đã sẵn sàng phế Tấn Trường để trao suất bất chính cho Nguyên Mạnh. Vì xét về chuyên môn thì Nguyên Mạnh nhỉnh hơn Tấn Trường về phản xạ, đọc tình huống, phát bóng tấn công và ra vào chuẩn xác. Điểm yếu duy nhất của Nguyên Mạnh chính là hạn chế về chiều cao. Đây cũng là lý do tại vòng loại thứ 3 World Cup thì Nguyên Mạnh dự bị cho Tấn Trường. Tuyển Việt Nam thua thiệt về thể hình so với các đối thủ, thế nên Âu Park cần một thủ môn có chiều cao tốt để chống bóng bổng. Bây giờ, tuyển Việt Nam thi đấu tại sân chơi Đông Nam Á, hạn chế về thể hình không còn có sự chênh lệch thì Âu Park cần một thủ môn giỏi như Nguyên Mạnh, thay vì phải mạo hiểm dùng Tấn Trường với phong độ phập phù. Với Tấn Trường, anh từng tuyên bố cạnh tranh suất bắt chính với Đặng Văn Lâm. Thậm chí Tấn Trường được ông Park dùng khá nhiều tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, điều đó có vẻ mang đến sự ảo tưởng cho thủ thành của Hà Nội FC về mặt năng lực. Anh còn nhận điểm trừ lớn khi có nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực và mê chơi TikTok khi lên tuyển Việt Nam. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên nếu như thủ môn Tấn Trường tiếp tục phải dự bị cho Nguyên Mạnh tại AFF Cup 2020. Thầy Park và đội tuyển Việt Nam nhận tin vui trước buổi tập ngày 9 tháng 12 tại Singapore. Người hâm mộ yên tâm. Đội tuyển Việt Nam đã nhận tin vui trước trận đấu với Malaysia khi tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã được có mặt tại Singapore. Điều này giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm một lựa chọn ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Sáng nay ngày 9 tháng 12, Lý Công Hoàng Anh bay sang Singapore hội quân cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu được coi như là chung kết bảng B đối với đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia tối ngày 12 tháng 12 tới đây. Trở lại thời điểm trước thềm AFF Cup 2020, Lý Công Hoàng Anh nằm trong số những cầu thủ thuộc lứa U23 tốt nhất, thường xuyên được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam cùng với Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân. Tuy nhiên, trước thời điểm đội tuyển Việt Nam lên đường sang Singapore, với việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam sau khi đã bình phục chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo đã loại Lý Công Hoàng Anh để gút lại danh sách 30 tuyển thủ. Diễn biến tiếp theo như chúng tôi đã đưa tin, Đỗ Hùng Dũng đã không được cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore. Lý do là thời gian làm thư mời cho các cầu thủ thi đấu AFF Cup 2020 là tới hết ngày 24 tháng 11, trong khi trường hợp của Đỗ Hùng Dũng tới ngày 29 tháng 11 mới bổ sung hồ sơ. Mặc dù VFF và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã làm các thủ tục cần thiết để Hùng Dũng có thể tham dự AFF Cup 2020, nhưng các cơ quan chức năng của nước sở tại vẫn căn cứ theo quy định của chính phủ Singapore và không đồng ý cấp thư mời cho tiền vệ này. Trường hợp của Lý Công Hoàng Anh thì khác. Đỗ Hùng Dũng, anh nằm trong thành phần đội tuyển Việt Nam đã được phía Singapore cấp thư mời dự AFF Cup vào ngày 24 tháng 11, nhưng sau đó thì bị huấn luyện viên Park Hang-seo loại. Thời gian qua, VFF đã đề nghị bổ sung Lý Công Hoàng Anh thế chỗ Đỗ Hùng Dũng và dù đã có giấy mời lần 1 cấp ngày 24 tháng 11, nhưng vì Hoàng Anh không cùng đội tuyển Việt Nam sang Singapore ngày 1 tháng 12, nên Liên đoàn bóng đá Singapore đã phải làm lại thủ tục từ đầu cho anh. Sau khi Lý Công Hoàng Anh có thư mời, hôm nay ngày 7 tháng 12, anh đã được cấp visa vào Singapore. Như vậy, quân số đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 vẫn đủ 30 người, thay vì phải chịu thiệt mất một suất so với các đội bóng khác. Trước mỗi trận đấu, từ danh sách 30 cầu thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chọn ra 23 cầu thủ đăng ký thi đấu chính thức. Ở trận gặp đội tuyển Lào vừa qua, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thuộc lứa U23 như thủ môn Quang Văn Chuẩn, hậu vệ Thanh Bình Việt Anh, tiền vệ Lê Văn Xuân, tiền đạo Trần Văn Đạt đều không được đăng ký thi đấu. Nhưng tới trận gặp đội tuyển Malaysia, rất có thể huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trao cơ hội cho một vài cầu thủ trẻ nhằm gây bất ngờ cho đối phương ở những thời điểm cụ thể của trận đấu.